Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập của cá nhân nhằm thực hiện công bằng xã hội, động viên một phần thu nhập của cá nhân vào ngân sách nhà nước và có thể được sử dụng để điều tiết vĩ mô nền kinh tế thông qua việc khuyến khích việc làm hay nghỉ ngơi, thông qua việc thu hay không thu thuế đối với các khoản thu nhập từ kinh doanh, đầu tư, vân vân. Nhưng cá nhân, tổ chức là đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân, cần tiến hành thủ tục kê khai thuế thu nhập cá nhân. Vậy, kê khai thuế thu nhập cá nhân là gì? Hãy cùng công ty luật ACC tìm hiểu về thủ tục này trong video ngay sau đây. Xin mời quý anh chị cùng theo dõi. Để có thể vận hành xã hội và nâng cao đời sống của người dân thì nhà nước phải trích ra một nguồn ngân sách để phục vụ cho xã hội, và nguồn ngân sách này chủ yếu được thu từ những loại thuế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, lao động, vân vân. Tự chung thì thuế được hiểu là một khoản bắt buộc phải nộp vào ngân sách nhà nước của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định của các luật thuế. Hiện nay ở nước ta có nhiều sắc thuế khác nhau về những đối tượng chịu thuế cụ thể, có thể khái quát phân loại thành thuế gián thu và thuế trực thu, hoặc cũng có thể phân loại thành 3 loại thuế cơ bản là thuế thu nhập, gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu dùng, bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng, và cuối cùng là thuế tài sản, bao gồm thuế bất động sản và thuế động sản. Thuế có sự ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển của nền kinh tế một quốc gia cũng như để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Do vậy thì nghĩa vụ đóng thuế là một nghĩa vụ bắt buộc của các cá nhân và tổ chức đối với đối tượng phải nộp thuế. Và để nộp thuế thì cá nhân, tổ chức phải có hành động kê khai thuế, một thuật ngữ khá phổ biến trong kinh doanh cũng như dưới góc độ pháp lý. Xét về góc độ pháp luật thì kê khai thuế được hiểu đơn giản là việc cá nhân hoặc tổ chức có nghĩa vụ nộp thuế phải trình bày các hồ sơ và số liệu liên quan đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế đến cho cơ quan quản lý thuế. Việc kê khai thuế sẽ được thực hiện trên tờ khai thuế. Đây là một văn bản được lập theo mẫu do Bộ Tài chính quy định, được người nộp thuế sử dụng để kê khai các thông tin theo yêu cầu nhằm xác định số thuế mà người nộp thuế phải nộp. Khi kê khai thuế thì người nộp thuế phải chú ý đến các nguyên tắc sau đây. Đầu tiên là người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực và đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các chứng từ và tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế. Tiếp theo đó, người nộp thuế cần tự tính số tiền thuế phải nộp, trừ trường hợp việc tính thuế do cơ quan quản lý thuế thực hiện theo quy định của chính phủ. Tiếp theo đó thì người nộp thuế thực hiện khai thuế, tính thuế tại cơ quan thuế địa phương có thẩm quyền nơi có trụ sở. Trường hợp mà người nộp thuế hạch toán tập trung tại trụ sở chính, có đơn vị phụ thuộc tại đơn vị hành chính cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính, thì người nộp thuế khai thuế tại trụ sở chính và tính thuế, phân bổ nghĩa vụ thuế phải nộp theo từng địa phương nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước. Đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác được thực hiện bởi nhà cung cấp ở nước ngoài, không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, thì nhà cung cấp ở nước ngoài có nghĩa vụ trực tiếp hoặc ủy quyền thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam, theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đầu tiên, đối với hình thức kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý, sẽ được áp dụng cho các doanh nghiệp có đủ điều kiện kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý, theo quy định tại Nghị định số 126 năm 2020, cụ thể bao gồm hai điều kiện sau, là doanh nghiệp mới thành lập và có tổng doanh thu của năm liền kề trước đó nhỏ hơn hoặc bằng 50 tỷ đồng. Từ quý đầu tiên phát sinh nghĩa vụ kê khai thuế, doanh nghiệp sẽ được xác định thuộc diện kê khai thuế nào, theo quý hay theo tháng. Căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành thì đối tượng được quy định phải khai và nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm: đầu tiên là các cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, cụ thể bao gồm các cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, lãnh sự quán tại Việt Nam trả, nhưng tổ chức này chưa thực hiện khấu trừ thuế. Cùng với đó là các cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài. Hai là những cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thực hiện khai thuế theo từng lần phát sinh, kể cả trường hợp được miễn thuế. Ba là các tổ chức cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, khai thuế theo tháng hoặc quý. Bốn là các thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn, trừ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm cá nhân cư trú chuyển nhượng vốn góp, khai thuế theo từng lần chuyển nhượng, không phân biệt có phát sinh thu nhập hay không. Cá nhân không cư trú có thu nhập chuyển nhượng vốn góp tại Việt Nam. Doanh nghiệp làm thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn trong trường hợp chuyển nhượng vốn mà không có chứng từ chứng minh cá nhân chuyển nhượng vốn đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng vốn có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân. 5. Các thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán bao gồm cá nhân chuyển nhượng chứng khoán của công ty đại chúng giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán,
cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không thông qua hệ thống giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán. Doanh nghiệp được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân chuyển nhượng chứng khoán. Trên đây là một vài thông tin cần lưu ý về thủ tục kê khai thuế thu nhập cá nhân. ACC với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực pháp lý luôn sẵn lòng cung cấp đến quý anh chị những dịch vụ pháp lý nhanh chóng và tiện lợi nhất. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận được những tư vấn tận tình. Và đừng quên truy cập website accgroup.vn và nhấn đăng ký kênh YouTube Công ty Luật ACC để cập nhật những thông tin mới nhất về pháp luật. Tôi là Thủy Tiên, đến từ Công ty Luật ACC. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.